Bún quậy được cho là một món đặc sản trứ danh ở đảo Phú Quốc, nhưng điều đó không có nghĩa là thành phố Hồ Chí Minh không có món ăn này dù rất hiếm. Bún quậy Sài Gòn ở số 220/162 Lê Văn Sỹ, quận 3 không chỉ cho thực khách thưởng thức bún quậy thơm ngon cùng các biến thể của nó mà còn cho mọi người được một sở thị quy trình làm bún, thậm chí tự tay làm ra sợi bún cho chính mình. Bún quậy nổi tiếng ở Phú Quốc nhưng nguồn gốc của món ăn này lại từ vùng đất võ Bình Định. Bún quậy là một biến thể đặc biệt của bún tôm Bình Định. Bà Hoàng Minh, chủ quán bún quậy Sài Gòn chia sẻ, ban đầu bún tôm chỉ được nấu ở một số gia đình theo kiểu nhà làm nhà ăn hoặc loanh quanh trong thôn xóm bán cho nhau. Sau đó, một số người dân Bình Định khi ra Phú Quốc sinh sống đem theo món ăn này và kết hợp với hải sản ở đó cho ra món bún quậy như bây giờ. Gia đình bà Minh là một trong số những người dân Bình Định đầu tiên đem món bún truyền thống vùng đất võ ra đảo vào thập niên 90 của thế kỷ trước. Với nguyên liệu đơn giản ban đầu là bún và tôm, ra đến Phú Quốc, tô bún mới được thêm các loại hải sản tươi ngon vào. Sau khi thử qua nhiều cách chế biến, món bún quậy hình thành với các nguyên liệu gia vị chính như là bún tươi, chả cá, chả tôm, mực trứng, muối, ớt và tiêu Phú Quốc. Gốc của món bún này là trước hết là nó xuất phát từ cái ý tưởng của món bún tôm hay là bún quậy của Bình Định, là quê nội của mình. Thì bún tôm hay là bún quậy Bình Định thì nó chỉ có tôm thôi, căn bản vẫn là bún tươi nhà làm. Riêng cái món bún quậy này là cái món truyền thống của gia đình mấy chục năm, mà từ đời cố truyền tới đời nội rồi xuống đời mẹ của mình rồi tới đời mình, rồi giờ mình truyền cho con mình đó. Thì chủ yếu là nấu trong nhà ăn thôi, thì cũng có cải biên nhiều lắm, là bởi vì ra Phú Quốc thì thấy hải sản nó tươi nên là mình thử thêm vào, thêm cá vào, thêm mực vào cho coi nó có ngon không, và thấy rất là ngon. Rồi mình còn cải biên rồi mình quết thành chả ăn cho nó lạ miệng, chứ nếu mà chỉ ví dụ như cá chỉ trụng vào thì nó lại không còn nó ngon nữa, nó ăn nó đơn giản, nó không có ngon. Chính vậy là mình mới chế biến thêm vậy đó. Năm 2015, khi bà Minh đến sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh, cũng là lúc dư luận đang xôn xao vì chuyện bún bẩn, bún hóa chất tràn lan trên thị trường. Trong khi đó, đặc trưng của món bún quậy là sợi bún luôn được làm mới mỗi khi ăn. Cùng với việc món ăn thơm ngon này ít người biết đến, bà Minh liền mở quán ăn gia đình bún quậy Sài Gòn với hình thức thực khách được tự tay làm ra sợi bún cho chính mình. Mình quyết định trở về Sài Gòn vì việc riêng của gia đình đó, thì mình vẫn nấu món này ăn, nhưng mà rồi thấy ủa sao Sài Gòn không ai biết đến. Mình rất là nhớ nhung cái mùi hương vị của Phú Quốc, mà muốn giới thiệu tới thực khách ở Sài Gòn cái món này. Nó mang hương vị vùng quê Bình Định của quê nội mình, nhưng mà nó đặc trưng của Phú Quốc là bởi vì tất cả mình chế biến từ hải sản tươi của Phú Quốc. Nó sẽ tạo nên một cái đặc thù riêng của nó. Chính vì vậy rất là nhiều người nhầm tưởng nó là cái món đặc sản của Phú Quốc. Thì cũng có thể nói như thế là bởi vì để tạo nên cái món bún quậy hiện tại nay thì đúng là nó xuất phát từ Phú Quốc một phần lớn, từ hải sản ở đó. Bún thì khách đến thì mới ép, khách đến đặt món mới ép, không có làm sẵn. Đặc thù của món này là như thế. Vì ví dụ như mà mình mua bún ở ngoài chợ về hay là mua siêu thị về đi nữa cũng không thể làm ra đúng cái mùi vị của món này được. Cái đặc thù của nó chính là cái tươi của bún. Tô bún quậy thu hút trước hết bởi sợi bún ra lò ngay khi người ăn gọi món. Tại bún quậy Sài Gòn, chủ quán vẫn giữ cách làm bột truyền thống, tức là các khâu sơ chế bột đều làm bằng tay và sức người. Khi có khách, người bán mới bỏ bột vào máy ép và ép thành sợi, cho bún rơi xuống nồi nước sôi. Quán có 2 chiếc máy ép bột, một bằng tay và một bằng điện. Tùy vào lượng khách mà dùng, chiếc máy thủ công chỉ cho ra được 1 đến 2 phần bún, còn máy điện cho lượng bún gấp 10 lần. Ngay sau khi trụng xong, bún được vớt ra và xả qua nước lạnh cho săn lại, tạo độ dai và giòn. Sau đó, chả cá, chả tôm quết sẵn được ép vào thành tô, trụng qua 2 lần cho chín. Ngoài bún quậy nước, bà Minh còn mày mò làm thêm bún quậy khô và bún quậy bò. Bún quậy khô có thêm bánh đa, gỏi xà lách, xoài, húng lủi. Bún quậy bò có bò Mỹ hoặc Úc và trứng lòng đào. Tô bún quậy không nêm nước mắm, chỉ dùng muối ớt. Đặc biệt có sẵn một quầy gia vị gồm tắc, muối, ớt, tiêu, bột ngọt để thực khách tự nêm nếm nước lèo và pha nước chấm vừa vị. Tô bún quậy thu hút thực khách không chỉ bởi vị ngọt thanh của bún tươi, hải sản tươi mà còn độc đáo bởi người ăn có thể thoải mái vào quầy xem quy trình, thậm chí tự tay làm nên tô bún nóng hổi cho mình. Được cái là ăn thì lúc nào cũng là bún tươi. Khi mình tới thì chủ quán mới làm bún cho mình. Cái hương vị bún tươi đây thì nó rất là đặc biệt. Nó đang rất là vừa miệng, nước thì thanh ngọt. Chỉ có hai từ thôi là tuyệt vời. Bún quậy Sài Gòn mở cửa theo 20 giờ, trưa từ 11 đến 14 giờ, chiều từ 16 đến 21 giờ. Giá cho mỗi tô dao động từ 50.000 đến 68.000 đồng.